thân ái chào quý vị và các bạn. Chết rồi các bạn ơi, DJ đang đi giao một cái đơn hàng này. Bây giờ cây mưa này nó thuộc kỳ dạng bão, không biết bão này bão cấp mấy mà giông gió quá chừng các bạn ơi. Cái này thuộc bão rồi, không cách nào mình đi giao hàng được rồi các bạn ơi. Đang ở trong cái chợ này, không biết cái chợ gì mà nó nằm ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Không may mắn cho mình, bữa nay đi mới 2-3 đơn hàng thôi mà giờ đã mua cây mưa to quá to bạn ơi. Đây là đường Hưng Nhân bạn, cái hướng này nè, hướng này là ra quốc lộ 1A đó bạn, đó hướng này là ra quốc lộ 1A nha đó. Hướng này là hướng đi vô cái khu vực này Bình Chánh, nó duyên không rành lắm. Nhưng mà đây thuộc khu vực thuộc về xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh các bạn. Vậy là bữa nay sẽ có đi đơn hàng, đơn hàng thứ ba là coi như xong chuyện luôn. Hồi nãy thì mình mắc mưa ở đường Trần Văn Đang, phường 9, quận 3. Rồi giờ tới đơn hàng thứ ba này thì ở khu vực này là C5-16, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Rồi thôi, cái gì cái, mọi thứ quyết định đều do Chúa. Con người có muốn gì cũng không được thôi. Con cảm ơn Chúa, Chúa ban cho con bao nhiêu thì con hưởng bao nhiêu. Rồi cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của Di. Thôi giờ mình dầm mưa để mình giao hàng cho khách thôi các bạn ơi. Chứ ngồi chờ mưa là không có cái không đủ thời gian rồi. Bởi vì hiện tại bây giờ mưa không tạnh, cái mưa không lớn lắm mà giờ hồi nãy mưa lớn mà giờ mưa nó hạt cũng tương đối nặng mà cái giày nó dai lắm. Cái cả giao đơn hàng này xong về luôn coi như ngày nay lúa nữa. Thank you.
em ơi, cho anh hỏi nhà trọ Bạch Yến ở đâu em? Dạ, nhà trọ Bạch Yến. Ủa sao chị đó? Chị nói vô đây có nhà trọ Bạch Yến rồi là cảm ơn. Nhà trọ Bạch Yến. Vậy hả? Dạ dạ, cảm ơn anh. Ở đây sao người ta không ai biết nhà trọ Bạch Yến vậy ta? Anh ơi cho hỏi thăm ở đây có nhà trọ Bạch Yến không anh? Đâu dưới nữa. Đâu dưới. Dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Ai, có người ta biết là các bạn ơi mừng quá. Chú cho hỏi nhà trọ Bạch Yến ở đâu chú? Quay lại hả? Nó nằm ở đây luôn hả chú? Có tấm bảng không chú? Con thấy cái chữ tấm bảng á. Nhà ở nhà ông Ba Dừa hả? Dạ dạ, cảm ơn chú. Chị, nhà ông Ba Dừa ở đâu chị? Đồng dân mới lại không? Chắc thôi rồi. Nói chung là cái vùng này đông là không có người địa phương. 80-90% là người địa phương ở đây, chúng ta cho bơi hết, bơi từ nhà lên. Cho nên hỏi người ta không biết thì phải rồi. Chị ơi, anh ơi, anh cho em hỏi nhà ông Ba Dừa ở đâu anh? Dạ.
cho hỏi thăm nhà ông Ba Dừa ở đâu chị? Dạ. Dạ dạ dạ, ngã nhà xanh xanh là qua tới vậy ạ. Ôi, quá sợ rồi. Tới rồi các bạn ơi. Giờ sao đây? Ơi. Rồi xong luôn. Điện thoại này chục lần cũng chục luôn, mắc mưa nó không chịu mắc mưa bây ơi. Chị. Chị ơi. Chị ơi!